Chào mừng các em đến với bài giảng qua video môn hoạt động trải nghiệm lớp 2 tuần 4. Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Văn Phước Doanh, giáo viên trường tiểu học Phú Lâm. Hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục theo chủ đề Em và mái trường mến yêu tiếp theo. Đây, thầy xin giới thiệu chủ đề Em và mái trường mến yêu tiếp theo. Thầy mời các em khởi động. Bài hát Tập Tầm Vong, nhạc Lê Hữu Lộc, lời Theo Đồng Dao. Mời các em hát bài Tập Tầm Vong. Tập Tầm Vong, tay không tay có. Tập Tầm Vô, tay có tay không. Mời các bạn đơn sao cho chung. Tập Tầm Vô tay, nào có đôi tay nào không. Có không không. Tập Tầm Vong, tay không tay có. Tập Tầm Vô, tay có tay không. Mời các bạn đơn sao cho chung. Tập Tầm Vô tay, nào có đôi tay nào không. Có không không. Tay không tay có. Tập Tầm Vô, tay có tay không. Mời các bạn đơn sao cho chung. Tập Tầm Vô tay, nào có đôi tay nào không. Có không không. Cảm ơn các em. Thầy xin giới thiệu, đây là trang bìa của quyển sách hoạt động trải nghiệm lớp 2. Nhiệm vụ học tập hôm nay gồm hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, chia sẻ kết quả việc làm xây dựng hình ảnh đẹp của em. Nhiệm vụ 2, làm món quà tặng bạn hoặc tặng người thân. Chúng ta bắt đầu vào nhiệm vụ 1, chia sẻ kết quả việc làm xây dựng hình ảnh đẹp của em. Thầy mời các em đọc hoạt động 7, chia sẻ kết quả việc làm xây dựng hình ảnh đẹp của em. Đây là bức tranh ở trang 13 trong sách giáo khoa. Theo gợi ý, việc em đã làm là việc gì? Lợi ích của việc làm đó. Ở đây yêu cầu các bạn nhỏ chia sẻ với nhau. Thầy gợi ý thêm. Việc ở nhà. Ở nhà, em đã làm những gì? Kể cho những người thân mình nghe. Trong lúc làm, có những khó khăn gì? Hãy kể ra để người thân tìm cách giúp cho em tốt hơn. Thầy mời các em chia sẻ kết quả việc làm xây dựng hình ảnh đẹp của em với người thân hoặc bạn bè. Thầy cảm ơn các em. Có rất nhiều cách xây dựng hình ảnh đẹp. Thầy xin gợi ý cho các em 10 cách xây dựng hình ảnh đẹp.
Cách thứ nhất, hãy yêu quý bản thân. Hai, khích lệ bản thân. Ba, thể hiện sự tôn trọng. Bốn, tích cực tham gia các hoạt động có ích. Năm, thay đổi vẻ ngoài của bản thân. Sáu, giúp đỡ mọi người xung quanh. Bảy, tránh xa chuyện xấu. Tám, hãy tự tin. Chín, học hỏi những điều hay. 10. Sống đẹp. Thầy mời các em đọc lại 10 cách xây dựng hình ảnh đẹp. Bây giờ, thầy mời các em thư giãn với âm nhạc. Bây giờ chúng ta sang nhiệm vụ thứ hai, làm món quà tặng bạn hoặc tặng người thân. Thầy mời các em đọc hoạt động 8. Làm món quà tặng bạn, mời các em đọc 3 yêu cầu. 1. Lựa chọn sản phẩm mà em muốn làm. 2. Thực hiện làm sản phẩm. 3. Giới thiệu sản phẩm của em. Bây giờ, thầy sẽ giới thiệu những sản phẩm rất đơn giản. Đây là có thùng mì làm cái bàn bằng giấy và băng keo. Tiếp tục, thầy giới thiệu cho các em, đây là cái ghế. Tiếp tục, thầy sẽ giới thiệu cho các em, đây là vỏ chai dầu làm ba lô. Đây là dây thun buộc tóc của các em và băng keo quấn lại. Tiếp tục, thầy giới thiệu đây là giỏ quà được làm từ hộp sữa của các em. Thầy mở cho các em thấy. Đây là cái nắp. Là cái quai rất dễ làm. Tiếp tục, thầy xin giới thiệu cho các em món quà đây gọi là mê cung bóng. Tấm gỗ hoặc là giấy bìa cứng của hộp quà hay là thùng mì và những ống hút, keo nến hoặc keo 502
Đây là những sản phẩm của những bạn năm trước. Thầy giới thiệu cho các em biết. Thứ hai, ném vòng. Chúng ta dùng lõi của giấy vệ sinh hoặc giấy việt cứng chúng ta cuộn lại. Chúng ta làm đế. Lấy keo dán lại. Sau đó chúng ta làm những vòng tròn và chúng ta ném vào vòng. Tiếp tục mời các em quan sát. Ghép hình. Đó là những thẻ bằng gỗ. Hai thẻ ghép sát nhau chúng ta vẽ hình tam giác hay hình tròn, ngôi sao, hình chữ nhật, hay hình thoi, hay hình lục giác. Sau đó chúng ta trộn lẫn và chúng ta tìm ra hình đấy đồng dạng với nhau, ghép với nhau. Đây là búp bê cũng bằng lõi giấy vệ sinh, chỉ len, bút màu để các em trang trí, kéo. Đây là chiếc cốc sáng tạo từ giấy màu, cũng rất dễ làm. Và đây là những biểu tượng cảm xúc được trang trí trên bong bóng. Các em hãy lựa chọn và thực hiện. Qua phần giới thiệu làm món quà tặng bạn hoặc tặng người thân, thầy xin kết luận về quà tặng. Quà tặng được xem là món vật chất ý nghĩa, thể hiện tấm lòng cho nhau giữa người với người. Giá trị ở chỗ chính bàn tay, công sức và trí tuệ của các em làm ra. Người nhận cảm thấy niềm vui ấm áp, thích thú. Đặc biệt là tấm lòng của các em. Từ đó hình ảnh đẹp của các em trong lòng mọi người được nâng lên. Mời các em đọc lại nội dung kết luận này. Xin cảm ơn các em. Đây là phần củng cố dặn dò. Điều em cần nhớ. Thầy gợi ý 10 cách xây dựng hình ảnh đẹp. Mời các em đọc lại 10 cách này. Thầy mời các em đọc lại ý nghĩa của quà tặng. Đây là điều các em cần nhớ để cho cuộc sống của các em tốt đẹp hơn. Bây giờ thầy mời các em nghe bài hát Cả nhà thương nhau. Mời các em cùng hát theo. Cảm ơn.
Tiết học đã kết thúc. Thầy xin chào các em. Sau này các em có cần trao đổi học tập, liên hệ Zalo của thầy. Xin chào. Tạm biệt, hẹn gặp lại.